Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ê, bạn có thằng này trên nhà mình này. Kẻ bạn hai đứa thì phải. Bạn xanh mộ rồi. Mình có gầm cám mà, chơi một cậu. À đứng đi. Căng quá nhỉ. Gắt quá nhỉ. Chạy đâu. À đồ. Xin kẻ đan được anh em ơi. Đâu, sư kẹo có làm gì đâu, sư kẹo chỉ support bạn thôi mà, Huy ơi. À quên, sát thủ ơi. Kẹo chỉ support thôi mà, kẹo có làm gì đâu. Không, cậu xúc mạng mình có. Ok, trên đồi nhá. Gắt quá anh em ạ. Trên đây không thể nhịn được cười anh em ạ. Tôi support cho sát thủ, hỗ trợ cho nó. Nó bảo là tôi nó bảo là tôi xúc mạng cho nó anh em ạ. À, xúc mạng của nó. Cạn lời các bạn ạ. À, không thể tin nổi. Ui sao không? Yếu là sao? Trên ngồi xuống này. Trò rẻ tiền. Các bạn ơi. Đây mình đây các bạn ơi đây. Các bạn ơi rồi. Wow, sát thủ đang bị giấy sấp mặt. Đúng rồi các bạn lên. Hãy thử nhận lỗi đi. Hãy thử nhận lỗi đi sát thủ ơi. Hãy nhận lỗi đi sát thủ ơi. Wow, sát thủ nó ăn được mạng rồi. Bằng 3P5. Biết thế là mình sẽ không hỗ trợ cho sát thủ nữa. Vì sát thủ nó đã kết mạng của mình. Sâu sát anh em ạ. Đã thế mình sẽ lút đồ luôn. Ui, các bạn làm gì vậy? Ê! À, thằng này eo, một cân mấy vậy? 1 cân 3. 1 cân 3 à, thằng này? Nó ngay đây à? What the hell, 1 cân 3 à? Đây phải không nhỉ? Không thấy các bạn ơi, thằng này bị 1 cân 3 à? Trên tảng đá này. Tảng đá nó vậy? A đậu xanh, ok, nốc rồi nhé. Ok. Lên bảng điểm số nha em ơi. Ui. Đã xong. Ui. Ê, lại có thêm đứa nữa. Bán thằng bạn nó ở đâu vậy? Wow, đậu xanh bạn nó đâu vậy? Hết xong 35 rồi bạn ơi, bắn xa luôn. Wow, bạn chơi gắt quá nhỉ bạn. Mình sợ bạn rồi đấy. Cậu ông chơi gắt vãi trưởng, đồng đội với nhau mà. Ok, không xác này đâu, trên mắt xác rồi, ở đây. Hay là nó nghèo quá không có xác hả? Ui, sát thủ đút đồ tốc độ. Gắt thật. Hết rồi cậu. Bạn tôi. I'm so sad bạn ạ. À. Bạn rút đồ quá tốc độ, mình bơm máu cái đã. Sẽ chết thì phải rút đồ. Cứ phải bơm cái đã anh em ơi. Bạn chơi căng thế thì mình chịu rồi. Ok. Bây giờ thì kẹo sẽ lên trên phía cổng trời nè anh em ơi. Lên trên cổng trời với team nhá. Wow. Chỗ này anh em thấy ai chưa ạ? Chúng ta không có gì cả. Thả đâu mọi người. Chỗ này cũng vậy này. Không thể bật ai cả luôn. Ai follow 5 của sĩ điểm danh nhá. Thank you bạn nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã follow để ủng hộ cho kẹo nhá. Thank you nha em. Đây. Có thêm một cái quả lựu đạn. Wow. Qua đây và vẫn chưa thấy ai cả các bạn ơi. Hello, chào mọi người nha. Chúc mọi người có một buổi tối xem live vui vẻ nhá. Các bạn mấy kill rồi điểm danh nào? Mình 2 kill. Thằng nào đó vừa nổ súng vậy. Còn Huy Nhi im lặng bởi vì là Huy Nhi không nói được các bạn ạ. Không, Huy Nhi giờ ở trong phòng mình rồi cậu. Huy Nhi giả vờ im lặng. Huy Nhi mấy kill rồi Huy Nhi ơi. Đừng im lặng nữa. Huy Nhi cậu mấy kill rồi. Không kill. Nó bảo không kill, chắc không tin được. Nó bảo là 6 kill à hả ông? Wow. Hình như 6 kill sao ấy. Chứ 6 kill, gắt thế nhỉ. 6 kill thì còn tin được anh em ạ. Không kill thì không tin được rồi. Các bạn ơi, xuống dưới các bạn ơi. Xuống dưới á? Xuống dưới có ai đâu? Trên này có gì chúng ta này. Xuống dưới cũng không có ai cả bạn ạ. Xuống khu dưới cửa. Ok, đây tôi xuống ngay. Quân luôn ông ơi. Ê, ai chơi sát thủ ơi? Dưới. Chỗ nào vậy? Ô, đèo gốc. Ôi, sát thủ ăn mạng rồi. Lâu rồi. Có đèo gốc. Đèo gốc hướng 195. 195 á? Sát thủ đã ăn xong rồi nha em ơi. 195 nhà nhỏ à? Tưởng nhà lớn. Đây nhà này. Tôi tưởng nhà gà. Ok. Thế làm tôi cứ tưởng nhà gà không ạ? Nào qua luôn anh em ơi. Mình vừa bắn đâu rồi, không biết bạn cứu được. Ê, hình như chúng nó cứu nhau rồi phải. Cứu nhau nháy vãi trưởng vậy ông.
Wow, đâu vậy? À, đâu xanh. Đâu vậy? Ui, đâu vậy? Đâu vậy anh em ơi? Ok, ok. Giúp cho mình. Mấy ông đổ gắt quá vậy. Hiện tại thì kẹo chỉ có cho mình được làm MP5 mà thôi nha em. Ê, đằng sau. Đằng sau. Chỗ nào vậy nhỉ? Tôi nhớ là ở đây mà. Cái gì nhà gỗ này phải. Giống như thế không ạ? Để vào các bạn ơi. Chưa thấy ai cả các bạn ơi. What the hell? Ở đâu rồi ấy? Không thấy, không thấy. Chỉ ở quanh cùi thôi, bên này chỉ coi. Cái bên này cũng không các bạn ạ. Là bằng súng cơ đã. Không có. Wow, không thấy ai cả. Ván thế nhỉ? Thế, chạy rồi, tôi cũng vượt thì thế không ạ? Thằng này công nhận là chạy nhanh thật. Được, hay lắm em ơi. Nó lại chạy nhanh quá cơ anh em ạ. Có đây từ con nào? Ui. Ào, con đi lại bị con mạng. Các bạn ơi, con đi ơi. Ở nhà mà, không tin được anh em ạ. Quỷ quẹt mà cậu. Trước mặt, ngược 2 tầm 5. Trước mặt 2 tầm 5 á. Wow, đâu vậy? Wow, đâu vậy các bạn ơi? Các bạn ăn xong rồi hả? Ui, các bạn ơi đâu rồi? Trong khi mình mới đang ngơ ngác. Ui. Đắt vậy, nó sẽ bị kìa. Nó sẽ bị kìa các bạn ơi. Ok, đã nốc sau nhá. Ok, headshot. Wow, các bạn ơi, phía dưới, có cây, có cây. Okay. Ủa thằng nào chạy xe đây? Gắt vết trưởng mày nha mày, gắt vết trưởng mày nha mày. Ui. Ui các bạn sẽ gắt vậy. Không phải tôi, Huy Nhi. Huy Nhi mày nốc hả? Gắt vậy Huy Nhi ơi. Ok. Đù gì mà đù, các bạn chơi nhiều mạng quá rồi đấy. Các bạn ít mạng thôi, được không? Lee. Các bạn có thể ăn ít mạng thôi được không? Glee các bạn ơi. Các bạn ăn nhiều mạng quá cũng làm mình sợ. Có thằng nào chuyên gài mình linh tính thế? Đồ, đi kèo, ăn ít mạng thôi. Phi cười nha em ạ. Tôi mới có 6 kill thôi các bạn ơi. Đồ. Wow. Các bạn ăn quá nhiều mạng rồi, bây giờ phải để mình ăn nữa chứ. Các bạn ăn ít thôi không là mắc nghẹn đấy. Anh em ơi lên xe nào. Xe này các bạn ơi, xe này các bạn ơi. Nhanh lên xe nào các bạn ơi. Đây. Đi. Bao nhiêu ơi. Nhanh lên xe em ơi. Lên xe nào. Chạy luôn nào. Nhanh bó thu này. Tốn máu của anh em. Đây ok. Ai muốn anh sĩ like 2 lần một ngày điểm danh. Úi dồi ôi em ơi. Like 2 lần chắc anh chết mệt em ạ. Nhưng mà anh em không biết là anh em có đủ sức để xem like của kẹo không? Đấy mới là vấn đề chính đấy. Mình sẽ ra trên này cái con nào anh em ơi. Ồ, thế này như vừa thằng nào vụ. À đâu, sáng kìa. Tối nay kẹo sẽ live stream đến 12 giờ nha các bạn ơi. Hay còn gọi là 24 giờ tối. Ừ, sao? Không bao nhiêu? 15 á? Còn lại. What the hell, vòng lại còn hả? Còn lại sau. Ok. Đấy. 15 chỗ này à? Đó, được rồi, được rồi. Các bạn ơi. Đừng quay đầu xe nhé cậu. Ui các bạn ơi. Ui các bạn ơi. Ui các bạn ơi. Có đi các bạn ơi, Có đi các bạn vẫn ra thính là sao? Gắt vậy các bạn ơi. Tại sao các bạn vẫn ra thính vậy? Mình sợ các bạn rồi đấy nhá. Không có phóng lựu đó. Ôi phóng lựu đó vẫn chưa ăn được nó không nhỉ? Ông ạ. Gắt vậy. Các bạn ăn nó rồi. Ê bọn buồn quá. I'm so sad. Ôi, một đứa nó nhảy cạnh mình. Nó nhảy cạnh mình. Thằng này, chúc nó luôn. Ok, đã xong. Đù gì vậy các bạn ơi. Mình hết đạn phóng lựu rồi. Mình kiếm đạn tự liên cái đã. À quên, mình kiếm súng tự liên cái đã. Ơ, Huy Nhi ơi. Đừng chạy Huy Nhi ơi. Huy Nhi ơi, đừng chạy. Huy Nhi định ăn trộm xe chạy một mình anh em ạ. Tại sao bạn lại có thể như vậy được Huy Nhi ơi?
Mình kiếm súng tiện lên cái đã. Quá thôi nào. Ok đi rồi. Kẹo lại có súng tiện lên rồi nha các bạn ơi. Thấy rồi. Sao bạn ơi? Mình ra ngoài zip boy đây các bạn ơi. Thế á? Tôi tưởng đấy là ký hiệu lag. Đấy là ký hiệu lag ông ơi, làm gì còn người đâu. Thế à? Thế mình không biết. Ui, sát thủ kia đục rồi. Nó không lag đâu cậu. Xanh, nó chạy vào bo anh em ạ. Ui bạn ơi. Ok, sát thủ ơi, sát thủ ơi, sát thủ ơi. Sát thủ ơi, sát thủ ơi. Đang chạy lên trên, đang chạy lên trên rồi. Đang để lên trên rồi. Ok, nốc rồi nhé. Lên bản điểm số luôn. Sao vậy bạn? Ý bạn là sao vậy? Ok. Kẻ đã có cho mình được một khẩu súng đó là tiểu liên MP40 nhá. Các bạn ấy ít mạng thôi được không? Please. Bạn là thằng ăn nhiều nhất mà bạn. Wow, mình có 8 kill mà các bạn ơi. Ơ rẻ tiền. Wow, sao các bạn lại nói mình rẻ tiền? Mình đắt tiền mà các bạn. Nào. Các bạn lại nói mình rẻ tiền, mình buồn quá. Chỗ này súng gì vậy? FPD, chịu chịu. Tôi không muốn là kẻ cái ăn mạng của team. Và đó là mình sẽ dùng cái combo súng là Famat cộng với MP40. Đây, team của mình sẽ cố top 1 nhé các bạn ơi, còn 6 đứa nữa. Trận này khả năng cắt top 1 rồi anh em ơi, cố lên nào. Cố lên làm trận top 1 nào anh em ơi. Chúng ta sẽ chạy xuống dưới cái đã. Ui, các bạn chạy nhanh vậy. Ui, sắp thủ đổi súng như là sắp có mạng à. Wow, hay là sắp có mạng cơ. Tôi sợ ông rồi đấy. Tôi có một cái monster chắc kìa các ông ơi. Hay là lấy monster chắc cả team chạy nhá. Tự nhiên nào. Chơi monster chắc cho dễ top các ông ơi. Ok ok. Đây tôi qua luôn, các ông lấy xe qua đó tôi. Cứu tôi sát thủ ơi. Đây đây đây, em mong lại em. Quầy đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh. Đừng bóp đeo đi. Không phải cứu tôi mà là đoán tôi thì mày đúng không ạ? Xin lỗi, kiểu như là đang gấp quá, comment nhầm các bạn ạ. Quầy quầy. Cứu mình các bạn ơi, cứu mình. Đây, mình đang cứu đây. Đây. Tôi tưởng là tôi có thể ăn được mạng, nhưng không. Các bạn cứu nhau. Cứu phát, cứu phát. Xong ra bên này thì mình chắc luôn nha. Ok ok. Cậu để ý. Wow, thank you Huynh Nhi. Mình thật là cảm động. Ván trước mình đã định cứu cậu nhưng mà mình quên mất bạn ạ. Sorry nha, cảm ơn người anh em tốt bụng. Những người anh em thiện chị lành. Chị bảo nó quên mất cậu ạ. Ồ. Cảm ơn người anh em thiện lành Huynh Nhi nha. Sorry bạn vì là trận lúc nãy mình không cứu bạn nhá. Huynh Nhi lên xe nào bạn ơi. Lên xe kiếm tốt nào bạn ơi. Oh, Huynh Nhi wow. Có kill rồi. Này. Chúng ta không thuộc về nhau. Wow. Bạn lại đi xe lẻ à? Ôi sát thủ ơi. Để Huynh Nhi có ăn mạng rồi. Wow, đậu xanh. Đậu xanh. Chúng ta đi chung một xe này không? Từ đi các bạn ơi. Ui. Ui. Ui các bạn ơi. Có một đứa thôi mà các bạn ơi. Ui. Có một đứa thôi mà các bạn ơi. Được thôi mà các bạn ơi. Đâu vậy? Các bạn ơi, các bạn ơi. Gắt vậy. Sát thủ đã đâm xe vào luôn. Thế này tôi chịu rồi anh em ạ. Hay lắm bạn ạ. Bây giờ còn thằng cuối anh em ơi. Chết rồi, team tôi chúng lại ăn mạng rồi. Team tôi chúng lại ăn mạng rồi anh em ơi. Đây sẽ là cuộc chiến là 3 săn 1 bo của anh em ạ, 3v1. Thằng cuối của này xanh mộ rồi anh em ạ. Kiểu gì cũng không thể sống được. Ui các bạn ơi. No, bạn cuối để mình các bạn ơi, đừng, các bạn đừng ăn mạng cuối. Đâu vậy? Ui. Huynh Nhi giả vờ có mạng để đồng đội quay lại được. À, rẻ tiền. Hay lắm Huynh Nhi ạ. Huynh Nhi giả vờ bắn súng có mạng để đồng đội quay lại được. Tại sao bạn có thể rẻ tiền như vậy Huynh Nhi ơi? Người đâu rồi, mạng cuối đâu, mạng cuối đâu? Mạng cuối đâu rồi các bạn ơi? Mình chưa thấy nữa anh em ạ. What the hell? Con đi lại làm cho rẻ tiền. Biết mà. Wow. Mà quấy đâu rồi các bạn ơi? Thằng quấy đâu, thằng quấy đâu?
Ui, Huân Nhi giả vờ các bạn ạ. Không tin được vào... Không tin được vào Huân Nhi các bạn ạ. Huân Nhi giả vờ dẹp. Không, cậu đấy. Ạ. Huân Nhi giả vờ dẹp tiền để giữ lòng. Nhưng mà không, nó cái dẹp gì? Tiền sẵn rồi. Cả team biết sẵn là ông rẻ tiền Huân Nhi ạ, không phải giả vờ đâu ông ạ. Đừng giả vờ nữa. Vô ích thôi Huân Nhi ạ. Mạng quấy anh em ơi. Ui, Huân Nhi không có xe này phải đi bộ. Thương thế Huân Nhi ạ. Thương Huân Nhi quá nhỉ, không có xe này phải đi bộ vậy. Thằng cuối chắc nó đang sợ sấp mặt ông ơi, không dám ra đâu. À, trong lều không có ai các bạn ơi. Cậu không nghĩ thế à? Tôi cũng nghĩ là trong lều có người các bạn ạ, nhưng mà phát hiện ra là trong lều không có ai. Ui Huân Nhi ơi đừng. Đừng Huân Nhi ơi, đừng. Đừng ăn mạng quấy Huân Nhi ơi, please. Không, nó lại rẻ tiền đấy cậu ạ. Wow, nó lại rẻ tiền, Huân Nhi giả vờ ăn mạng quấy để cho đồng đội quay lại. Ai cậu ơi. Hay lắm Huân Nhi ạ. Huân Nhi giả vờ ăn mạng quấy để cho đồng đội quay lại. Em chưa thấy đâu ạ, chưa thấy đâu ạ. Không thấy nhỉ. Tôi cũng chịu rồi, thằng này kiểu nó núp tinh vi vãi trưởng rồi. Hay là gạ dao gạ chảo với nó đi ông ơi. Chúng ta làm team hòa đồng được không các bạn ơi? Gạ dao gạ chảo nha. Gạ chảo gạ chảo các bạn ơi. Cố gạ dao nha. Ê, thấy nó rồi. Huân Nhi ơi, đừng giết nó Huân Nhi ơi. Đừng giết nó. Ôi giết nó, bây giờ giết nó được rồi anh em ạ. Thằng này gạ nó, đừng giết các bạn ơi. Vẫn bắn á. Giết nó. Mày bắn à? Cái đầu xanh. Nó vẫn bắn kìa. Nó vẫn bắn bạn ạ. Đập chết mẹ đi. Đập này. Đập sang nó. Ui, đứng ngồi bò đây, ngồi ghế các bạn ơi. Các cậu ngồi ghế đi. Ui đây, đừng ngồi trên xác nó các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.